quan điểm về tôi. Nơi có những cái đầm lúa bạc ngàn, có những con người chất phát đầy nghị lực. Sau khi đất nước hoàn toàn thống nhất năm 1976, nhân dân huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam theo sự vận động của nhà nước đã vào vùng đất này để làm kinh tế mới. Chính vì gốc gác này mà vùng đất mới này được người dân đặt tên là Quảng Điền, có ý nghĩa là đất đai của người Quảng Nam. Quảng tức là Quảng Nam, Điền là đất đai. Họ luôn luôn nỗ lực để có một cuộc sống tốt hơn ở vùng đất mới. Ha ha ha.